lại đây. Thế là hết ở khu này rồi. Vâng. Giờ chỉ thiếu có mỗi động các cờ thôi. Thế vâng. Thì giờ cháu không đi thì cháu có thích đi chụp ảnh thì đây ra đây thì lên đỉnh tựa trời. Thì đây người ta không ghi trong cái sơ đồ này. Còn đỉnh cháu có leo rồi thôi. Đâu? Đỉnh tựa trời. Có thích lên đỉnh được không? Thế là cháu thôi cháu chả trèo lên. Hết pin này cháu không muốn đi. Thế đi thôi. Thế về xuống cái chỗ nhà thủy đình mà. Không chiều nè. Thôi được chiều nữa thì có chỉ lên đây. Sao đưa vậy để vợ về đây đi sớm sớm lấy nạp nhiều pin là thằng đi hang các cửa nha. Cháu không chủ định đi vào đây. Ừ thế mà lần sau này đủ đến hai ban cầu là cầu tài cầu lộc cầu duyên cầu con cầu của cầu công danh hoặc cạnh cầu sức khỏe đấy. Nhưng cuối cùng rồi, bể xương. Thế lần này thế lần sau những cái lộc mà mình mua hôm nay thì sẽ không dùng con nữa. Vâng. Để cho cô lộc thì cô xin cảm ơn nhá. Mới mưa lên đường. Đây có mỗi một lối lên ạ. Cháu ơi, ba lối lên cơ. Bà. Còn những cái cổng phụ nhỏ nhỏ đằng kia. Đây là cổng chính nhất rồi. Cháu ơi, thế này là nó cứ đi, nó cứ quay được khắp cả rồi cháu. Vâng. Thu được cả tiếng tất cả đây. Vâng, cái này quay được có một tiếng à. Cái này nó hơi lắm. Cái xịn nó quay được hai tiếng. Ừ. Giờ cô mới thấy có cái máy này đầu tiên về chùa thầy đấy. Cái này rẻ không, cứ... cái nhiều mà chẳng qua người ta không đi đến đây. Tại vì giờ hôm nay cô mới nhìn thấy. Còn mọi khi người ta cứ đem những cái iPad rồi thì chỉ là những cái điện thoại ấy thôi. Không thấy có cái máy như thế này. Các bác ơi, nhà mình hôm nay lên núi có đi hang các cửa tham quan không ạ? Không, 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 không. Chả đi hàng nào. Chỉ lên chùa. Vâng, cái phòng thôi. Vâng, xin chào các bác. Vâng ạ. Cháu phải xây được vất động luôn. Ừ, xây một cái nhà trên này khoảng 5-6 cái nhà gì đó cháu ạ. Cái công nó là chủ yếu. Bởi vì mỗi một lần chỉ mang được một ít lên thôi. Ví dụ như gánh ở dưới gánh có thể được 40-50 cân rồi ạ. Nhưng lên núi cũng chỉ 10 cân thôi. Thế nên cái công vận chuyển đến lâu. Thế cô chúc cháu lên đường với thượng lộ bình an, thành ai lập đến phúc duyên tràn đầy. Hàng năm thì cái hẹn lệ này thì mời cháu cùng thể toàn thể gia đình ở đây thăm chùa nhá. Vâng. Chúc cháu mạnh khỏe hạnh phúc, hôm nay đi chùa thầy cầu vô được đấy. Bác tài đắc lộc khi nào về chùa thầy tham quan thì hả? Xin chị cảm ơn và lại dẫn đi. Thôi thôi các bạn. Còn nếu đúng nhà thì